Chào mọi người, mình là Trung, kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu cho mọi người nữa. Đầu tiên là một cái cần Olympic. Cần Olympic nha mọi người. Cần này chất liệu là phíp. Hòa hình của cái cần này khoảng 90%. 90%. Bát nè. F7. Đây, dòng phan. Đây nha mọi người. Dàn phan câu lục nha mọi người. Đấy. Phan ok. Dàn phan ok nha mọi người. Đấy, đồn này. Khá là to. 1 2 3 4 4 lắm nha mọi người. Bóng lắm tất cả. Cây cần này dài 3m9, thu vào là 1m19 nha mọi người. 1m19. Đọt của nó là của mình. Đó có đọt lại ghi lại lạ. Đây, đọt của nó là 2,8 ly. 2,8 ly. Đọt của nó là 2,8 ly nha mọi người. Cân nặng của nó là 680 gram. 680 gram nha mọi người. Ghi là lạ, 680 gram. Cái này cái số 1. Cái này bán 450.000. Số 1 450.000 nha mọi người. À, số 1 450.000. Tiếp theo, cái cần thứ hai là một cái cần hai khúc. Cần này là của hãng gì rồi. Chất liệu là phíp nha mọi người. Chất liệu là phíp. Này. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đấy. Cần này câu mấy năm nha mọi người. Cần câu mấy năm. Đấy. Ok. Phan đồ còn ok. Dàn phan còn ok nha mọi người. Này. Đọt khá là cứng. Đấy. Cần hai khúc câu mấy nằm mấy ngang ấy. Bát Fuji. Đấy. Cần này dài 24, thu vào là 1m25, đọt là 2,2 ly, cân nặng 360 gram. 360 gram nha mọi người. Cái cần này cần số 2. Số 2. Cần này thường dùng để câu đáy nha mọi người. Cần này dùng câu đáy, nhưng mà câu đáy con này câu đáy cỡ tầm trung trung thôi. Còn đáy lớn nữa. Đáy lớn thì đọt nó to hơn. Con này mình bán 390.000. 390.000 nha mọi người. Tiếp theo một thằng câu đái tiếp Waco nội địa Nhật chính gốc luôn. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90 trên 90%. Đấy. Ok. Đây. Khoan của nó này.
các fan đều còn ok mọi người. Là ở đầu tay dùng rồng rọc luôn. Rồi dưới cần lại cần mấy năm nha mọi người, mấy năm hai khúc. Ok này đọt mình uống nha mọi người, này đọt rất là cứng nha mọi người, đọt cứng lắm. Đấy. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 1m11, đọt của nó là 4,17 ly, cân nặng là 400g nha mọi người, cân nặng 400g. Đây này cây số 3. Số 3. Cây này bán 450.000. 450.000 nha mọi người. Số 4 là một cây cần đai qua. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây. Nó bị mắc cái gãy một đoạn đọt rồi. Là rớt hai cái, rớt cái đầu bu với lại cái hai cái phang nha mọi người. Này. Đọt của nó. Này. Mấy cái phang chỗ này thì bị nứt đào nhá. Nứt đào này mọi người về dán keo lại. 2. 3. Ba lắm tất cả. Ba lắm. Bát Fuji FX5. Cần này dài 2m4, thu vào là 88cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 110g, rất là nhẹ nha mọi người. Đây là cái số 4. 70. Số 4 70.000 nha mọi người. Tiếp theo số 5 là một cái cần Olympic bát vạn nhựa này. À, Olympic chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 80%. Đây, riêng cái phần fan này thì ba cái fan này bỏ rồi. Còn fan này còn dùng được luôn nha mọi người. Về thay ba cái fan này đi. Double này. Double Fuji nhé. Double Fuji luôn. 1 2 3 lóng. 3 lóng nha mọi người. Cái cần này dài 2m7, thu vào là 98cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 210g. Cái này cái số 1 2 3 4, cái số 5. Số 5. Cái cần này 120.000. Số 5 120.000 nha mọi người. Tiếp theo số 6 là một cái cần Club Ten. Thằng này China xuất nhập nha mọi người, China xuất nhập. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90-95%. Đấy. Dàn fan này còn ok này. Hơi hoang tí thôi. Một lóng. Hai lóng. Ba lóng. Bốn lóng nha mọi người, bốn lóng tất cả. Đây, bát vặn kim loại. Này, đây kim loại. Cần này dài 3m6, thu vào 99cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 280g. Cây này cây số 6. Số 6 nha mọi người. 6, cái cần này bán 170.000. Số 6 170.000. Số 7 là cái cần này, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Đây. Dàn phang này, đấy, mắc một cái phang này. Đấy.
Còn mấy cái fan còn lại còn ok nha mọi người. Đọt. Một lóng. Hai. Ồ. Nó rằng rằng như nó giống như carbon luôn mọi người. Này như carbon luôn hay sao? Này. Một. Hai. Ba. Bốn. Bốn lóng nha mọi người. Rồi mình cứ coi như nó là flip đi. Nó là flip nha mọi người. Đấy. Bát này. Cái cần này dài 3,5 m, thu vào là 1 m, đọt là 1,9 ly, cân nặng 180 g. Này cây số 7. Số 7. 140.000. Số 7 140.000 nha mọi người. Số 8 là một cái cần Eco Club. Cây này thì sản xuất năm 2014, chất liệu là fib nha mọi người. Chất liệu là fib. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 85-90%. Đây, dàn fan của nó. Đấy, dàn fan của nó còn ok đó. Đây. Đá đi còn đầy đủ nha. Đây. Một lóng. Hai. Ba. Bốn. Năm. Năm lóng nha mọi người. Cần này dài 4,3 m, thu vào là 1,04 m, đọt là 2 ly, cân nặng là 280 g. Này cây số 8. Số 8. Cây này bán 190.000. Số 8 190.000 nha mọi người. Số 9 là một cây cần Shimano. Cần Shimano nha mọi người. Holiday Spin 10. Đấy, chất liệu là flip. Bát Fuji này. Chất liệu là flip. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Đấy, dàn fan thì nó có bị nứt, người ta dán keo vào về, người dán lại keo nhé. Gia cố thêm vào double Fuji này. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng tất cả. Cần này dài 2,8 m, thu vào là 1,1 m, đọt của nó là 2,4 ly, cân nặng 240 g. Cây này cây số 9. Số 9 100.000. Số 9 100.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 10 là một cây cần tay. Này, toàn chữ nhật thôi. Chất liệu là fib nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Này, đầu của nó đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người, năm lóng tất cả. Cần này dài 4,4 m, thu vào 1,1 m, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 240 g. Cây này cây số 10. Số 10. Cây này bán 150.000. 50. Số 10 150.000 nha mọi người. Số 11 là cây cần này. Đây. Cross Vergy. Cross Vergy, không biết. Chất liệu là fib nha mọi người. Chất liệu là fib. Ngoại hình của cây cần này 90%. Đây, đọt. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng.
gần này dài 3,6 m, nó nhỏ này mọi người, nó nhỏ gọn lắm này, dài 3,6 m, thu vào là 1,09 m, đọt là 1 ly, cân nặng là 140 g. Cái này cây số 11 90.000, 11 90.000 nha mọi người. Mười hai là một cây cần Ryobi, cần Ryobi nha mọi người, Korea này, xuất Nhật này, chất liệu là fib, ngoại hình của cây cần này khoảng ngoại hình của cây cần này khoảng 90%. Hai đọt, 1 2 3 4 5, 5 lóng nha mọi người. Cần này cần số 4. Quay. Cần này dài 4 m. Thu vào là 1,03 m, đọt là 0,6 ly, cân nặng là 200 g. Cây này cây số 12. 12. Cây này bán 160.000. 12 160.000. Đây, tiếp theo cái cần số 13 là cái cần hiệu Ebisu. Con cá này là hiệu Ebisu nha mọi người. Cần này là nội địa Nhật, chất liệu là fib. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây, đọt. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Cái cần là dài 3,9 m, thu vào là 1,1 m, đọt của nó là 0,7 ly, cân nặng là 220 g. Cái này cây số 13, số 13, 150.000, 13 150.000 nha mọi người. mười bốn là cũng là cây gần tay mà mắc tem nè, chất liệu là fib cho mọi người, chất liệu là fib. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85%. Đây, đọt khá là cứng cáp nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng cho mọi người. Đây, cái cần này dài 4,2 m, thu vào là 1,07 m, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 220 g. Cái cần này cây số cái cần này số 14. 14. 150.000. 14 150.000 nha mọi người. Đây, tiếp theo số 15 là một cây cần Nixing nha mọi người. Cần này chất liệu là fib. Ngoại hình của cây cần này khoảng 85%. Đây, đọt của nó. 1 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Cần này dài 4,4 m,
thu vào là 1,04 m, đọt là 0,8 ly, cân nặng 240 g. Cây này cây số 15. Cây cần này bán 140.000. 15 140.000. Tiếp theo cần số 16 là Urban Fishing này. Cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90-95%. Đây đầu của nó. Ok nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4, 5 lóng tất cả, 5 lóng tất cả. Cái cần này dài 4,5 m, thu vào là 1,04 m, đọt là 0,8 ly, cân nặng 160 g. Cái này cây số 16, 150.000. 16 150.000 nha mọi người. Tiếp theo số 17 là một cây cần tay. Tiếp tục hiệu này đây, chất liệu là phíp nha mọi người. Cây này nội địa Nhật rồi. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 90%. Đây đầu của nó, 1 2 3 4, 4 lóng, 4 lóng nha mọi người. Cái cần này dài 3,6 m, thu vào là 1 m, đọt là 0,8 ly, cân nặng 160 g. Cây này cây số 17. Cái cần này mình bán 120.000. 17 120.000. Tiếp theo cần số 18 đây, nhỏ gọn mà đẹp đây, Yawarachan xuất năm 2014. Cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90-95% này. Đọt của nó đây, đọt của nó hình như nó bị gãy một tí chỗ này thôi. Ok, 1 lóng, 2, 3, 4 nha mọi người. 4 lắm tất cả. Cần này dài 3,6 m, thu vào là 1,01 m, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 110 g. Cây này cây số 18. 18 80 nghìn. 18 80 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 19 thì cũng tróc tem rồi, không thấy hãng gì rồi. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 75-80%. Đây, đọt của nó. Đây, 1 2 3 4 nha mọi người. 4 lóng, 4 lóng, 4 lóng. Này, chỗ này nó quấn băng keo cho nó, hình như nó bị tụt mấy cái cước, tụt mấy cái sợi nhợ chỗ này, nó quấn băng keo để cầm thôi nha mọi người. Cần này dài 3,6 m, thu vào 1,01 m, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 140 g. Cây này cây số 19.
90.000. Quay 70.000. 19 70.000. 20, 20 là một cái cần Olympic nha mọi người. Cái cần tay Olympic. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây, đọt của nó. Màu 2 3 4 bóng lắm tất cả. Đào có bọc kim loại này. Đào bọc kim loại nữa chứ. Đấy. Cái cần này dài 3m9, thu vào là 1m1. Đọt của nó là 0,8 ly, cân nặng là 460. Cân nặng là 160 g nha mọi người, cân nặng là 160 g. Cân là cái số 20. Số 20. 120.000. Số 20 120.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình là 0786 555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đồ cao thì mình sẽ ship code, đơn hàng từ 200.000 trở lên mình sẽ ship. Và khi mọi người nhận hàng á, mọi người phải mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận xem mà hàng có bị sai sót gì so với trên video hay không, và có bị bể vỡ nứt gãy gì hay không nha mọi người. Đấy là bắt buộc mọi người phải mở ra kiểm tra giúp mình để tránh trường hợp sai sót rồi xảy ra. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà nhận hàng xong rồi thành công rồi bắt đầu báo mình là bị này bị kia nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.